chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Miss City Việt Nam. Trong video hôm nay, Thuyền sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin bạn cần biết khi trở thành cư dân tại nhà Big City. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Tiền điện sẽ được tính là 3.500 trên một chữ. Tiền nước được tính là người đầu tiên sẽ là 100.000 đồng trên một tháng. Kể từ người thứ hai sẽ được tính là 50.000 đồng trên một tháng. Nếu phòng của bạn tháng đó ở 2 người thì sẽ phải đóng tiền nước là 150.000 đồng. Và mỗi tháng Big City sẽ gửi tặng bạn một bình nước cao cấp. Thời hạn thanh toán tại Big City đó là bạn phải cọc 1 tháng và thanh toán tối thiểu 1 lần trên 1 tháng. Và thời hạn của hợp đồng sẽ từ là 6 tháng đến 12 tháng. Tất cả các căn hộ tại nhà Big City đều được trang bị camera an ninh, bãi giữ xe rộng rãi và các khu tiện ích chung. Và nếu công việc của bạn có sự chuyển đổi thì bạn sẽ được luân chuyển miễn phí trong hệ thống căn hộ tại Big City. Đội ngũ quản lý các tòa nhà chuyên nghiệp, chu đáo, tận tâm, thông thạo nhiều ngôn ngữ để luôn luôn có thể hỗ trợ bạn hết mình. Đối với những cái căn hộ một phòng ngủ, căn hộ studio, căn hộ có gác lửng thì sẽ ở được tối đa 2 người. Còn với những căn hộ 2 phòng ngủ thì sẽ ở được tối đa 4 người. Hầu hết các căn hộ tại hệ thống căn hộ Big City Việt Nam đều không cho nuôi thú cưng. Rất mong những cái thông tin này sẽ bổ ích đến bạn. Bạn hãy chia sẻ những thông tin này đến bạn bè và người thân của mình. Hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube Big City Việt Nam để có thể đón xem những video sớm nhất. Còn bây giờ thì Thu Hiền hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo.